này mã của mình là không đúng rồi nha. Bây giờ nè em hướng dẫn anh nha. Anh tốc vô là em quét cái mã trên cái này nè, khai báo xong anh chụp hình lại cái mã đi được ba này. Sáng ngày 29 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh áp dụng lại khai báo di chuyển nội địa và là ngày thứ 5 người dân dùng giấy đi đường mẫu mới. Ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng tại các chốt trạm ở khu vực các quận như Bình Thạnh, Gò Vấp, quận 3, quận 1, Phú Nhuận và thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh không có tình trạng ùn ứ. Tại chốt trên đường Phạm Văn Đồng, thành phố Thủ Đức, chốt trên đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh và các chốt trạm ở đường Phan Văn Trị, Nguyễn Kiệm, Hoàng Minh Giám, quận Gò Vấp và quận Phú Nhuận, người dân qua chốt đều được lực lượng kiểm tra giấy đi đường và khai báo di chuyển nội địa. Người dân cho biết, vài ngày trước khi đi đường thì lực lượng tại các chốt trạm không hỏi việc khai báo di chuyển nội địa nên không cần. Tuy nhiên do hôm nay áp dụng khai báo di chuyển nội địa nên nhiều người không biết nên tới chốt trạm mới khai báo. Một cán bộ công an cho biết, góc dưới bên trái của giấy đi đường mẫu mới có mã QR code khai báo di chuyển nội địa. Người dân dùng điện thoại thông minh để quét mã khai báo ở nhà trước khi ra đường, sau đó chụp lại màn hình, mã này có thể di chuyển trong 3 ngày. Đối với người dân không có điện thoại thông minh sẽ được lực lượng ở các chốt hướng dẫn khai báo bằng giấy, theo cách truyền thống.